Ok, xin chào các bạn trở lại với video tiếp theo của mình nhá. Mình là Huy Sơn đây, và hôm nay mình tiếp tục chơi Blockfoot. Rồi, trước khi vào video ấy, mình xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Và nếu các bạn thấy video hay, đừng quên để lại cho mình một đăng ký kênh và một like để kênh mình sẽ đạt 2.000 người đăng ký nha. Thì cái chủ đề video hôm nay của mình lại tiếp tục thức tỉnh Mene các bạn ạ. Và cái Mene lần này chính là Mene Karate Fit nha các bạn. Đó chính là võ người cá các bạn. Rồi, đây là cái thằng này PC thức tỉnh võ người cá này. Làm sẽ thức tỉnh nó lên V2 nha các bạn. Đó, sau này mình bỏ rồi đấy, kênh mình phát triển mình sẽ hướng dẫn cho bạn riêng một cái clip thức tỉnh chi tiết cái Karate Fit này các bạn xem. Đây, giờ mình chỉ thức tỉnh sơ qua thôi. Đó, học luôn có 2.000 2.500.000 Belly và 5.000 nguyên thạch thôi. Nói chung là khá là rẻ, mình cày được các bạn ạ. Rồi, làm sẽ đi ra để gọi là test thử cho phải test thử máy farm để cái thông thạo cho các bạn xem nhé. Cái này chỉ có 300 thông thạo thôi nên farm khá là dễ luôn. Đây, ui giời ơi. Ở đây có hai bạn BK các bạn ạ, một bạn là top 1 với một bạn là top 2. Thằng BK khá là kinh khủng đó, ui đã cũng có sóng thần đây này. Đấy chắc là BK tập thể luôn các bạn ạ. Nói chung là BK theo team ấy. Ui thôi mình sẽ đi ra chỗ nào đó farm nhá, farm mát cho nó lên cao ấy, để mở khóa toàn bộ kỹ năng của cái karate cam hợp này để review kỹ năng các bạn xem nhá, chứ không ở đây nữa. Ok các bạn ơi, hiện tại mình đã farm nói chung là lên 300 mát rồi đấy, và đang mở khóa full cái kỹ năng của cái karate cam hợp rồi. Giờ em sẽ review bạn kỹ năng các bạn xem nhé. Và đầu tiên là kỹ năng đánh thường ấy, nói chung nó sẽ đánh là mấy kiểu như là sóng biển các bạn, cho mình nó là sóng biển đó. Rồi giờ em sẽ review bạn kỹ năng một của nó nha. Từ từ ạ, mình sẽ review bạn kỹ năng đánh thường của quái á. Đây đánh nói chung là cũng khá ok, mình sẽ cảm thấy nó mạnh bằng cái mana điện luôn. Rồi và đây là kỹ năng một của nó, thập nhị thủy quyền nha các bạn. Đó khi mình ấn nó cố tạo một cái thế kiểu như thế tấn các bạn và lao vào đối phương. Ui nói chung là đẹp luôn vãi chưởng các bạn, kiểu đấm liên tục các cú đấm sóng biển vào đấy. Đây ở lại xem này đó, nói chung đẹp luôn các bạn, nó cũng đẩy lùi đối phương luôn. Kỹ năng này có thể gây sát thương lên diện rộng được, nói chung là rất là mạnh, mình thấy nó mạnh vãi chưởng luôn. Ok là mình sẽ review với bạn kỹ năng hai của nó nha, là xoáy nước trên không. Đây khi mình ấn phát đây từ đó phóng lại gần này, đứng gần một chút đó. Đó các bạn ơi, khi mình ấn phát lên kiểu như là sẽ đấm một quyền ra vào đối phương, đẩy đối phương ra xa. Nói chung mà nó cũng không có gì đặc biệt đâu các bạn ạ, hiệu ứng hơi cùi một tít, mình cảm thấy nó không đẹp bằng kỹ năng một. Đấy đấm phát là cũng gọi là hơi lực ấy các bạn. Đó đây kỹ năng một mình dùng lại mà nó thấy mình thấy nó đẹp bất chứng luôn. Rồi mình sẽ cố gắng tiêu diệt con quái này và di luận kỹ năng ba các bạn. Kỹ năng ba là thanh giáo của biển cả. Ở đây là kỹ năng ba của nó. Đó mình sẽ tụ hai tay lên trời, nói chung là nhìn trông hơi dị. Rồi tạo ra một cái lốc xoáy kiểu sóng biển ấy, làm đẩy đối phương ra xa và gây sát thương, nói chung là cũng đẹp. Thế là kỹ năng là đẹp các bạn. Ok trong lúc chờ kỹ năng ba hồi mình sẽ dùng các kỹ năng còn lại để xem nào. Đây nói chung mà kỹ năng này hôm qua không chế mấy, mà nói chung mà về gây sát thương thì mình thấy là khá ổn. Đó kỹ năng ba đấy, đẹp bãi trưởng luôn. Ôi mình nhìn vừa kết hợp chung mà đánh phát đẹp bãi trưởng luôn các bạn. Đó rồi thì nói chung là kỹ năng của bộ người cái karate cam hợp này sau khi thức tỉnh ấy nó cũng khá là mạnh, nó mạnh hơn, mình cảm thấy mạnh hơn mana điện các bạn, anh thường cũng nhanh hơn mana điện. Rồi đó đây kỹ năng ba này, nó dùng lại khá là mạnh luôn. Ok nói chung là mình đánh giá nó cảm thấy nó mạnh hơn mana điện nhá. Rồi đánh qua đánh lại nó cũng cảm thấy là khá là xứng tay. Ok giờ mình sẽ khóa phật tổ lên để dùng kỹ năng xem dùng được không nhá. Đó đánh này nói chung được, đánh còn cùng cái karate này, karate cam hợp này cũng được các bạn ạ. Đó ok ôi dùng được kỹ năng luôn các bạn ạ. Nói chung mà hình như kỹ năng của cái karate cam hợp này dùng ở trong trái phật tổ ấy, dùng được dính hết luôn ấy, chứ còn cái mana điện ấy dùng đôi khi nó bị hụt, mà mình thấy nó không ra sát thương. Nói chung mà cái này cũng ra sát thương các bạn. Đây đó, wow nói chung cũng được, rất là mạnh, không còn gì để bàn tán nữa. Mình theo mình đánh giá cá nhân mình ấy thì nó mạnh hơn cái Mene tay điện nha các bạn. Còn các bạn nghĩ thế nào thì các bạn phải bình luận ở bên dưới. Còn mình thì mình thấy nó mạnh hơn Mene tay điện. Rồi thì giờ mình sẽ đi ra test thử sức mạnh của nó nha các bạn. À không ạ, đó thì đi ra đan đun trước á, đan đun một cái đảo rùa xem liệu mình có may mắn ra được cái trái gì ngon không. Đây đi luôn này. Ok các bạn ơi, hiện tại mình ở cái chỗ đan đun có trời block là sẽ đan đun nha, có mong cầu trời cầu Phật xem mình có đan đun được cái trái gì ngon không. Ấn này xong luôn các bạn, lại thêm một cái trái truyền thuyết nữa, đó là trái gai. Vâng
Một trái truyền thuyết, mình chắc là mình không đủ thực lực để ăn đâu, mình sẽ thả em luôn này. Ok, rồi, làm sẽ đi test thử cái sức mạnh thật sự của cái mê tay người cá này nhá. Nói chung mê là karate cá mập ấy, hơi cổ độc một chút. Rồi, rồi, làm sẽ đi ra cái chỗ pháo đài đi rớt cho các bạn, test thử sức mạnh của cái karate cá này xem như nào. À, karate cá mập. Ok các bạn ơi, hiện tại mình là cái chỗ đi rớt các bạn, mình đang giúp một các bạn ở nước ngoài đi rớt magma, cứ bảo là bali magma cho mình. Ok, mình sẽ giúp luôn, chung bằng gánh luôn thôi chứ mình không mua chip các bạn. Đây, vào chuẩn bị vào đây này. Rồi, hiện tại mình đang ở trong cái rớt magma như các bạn, nói chung màu rớt này mình đi khá là nhiều luôn, rất kỷ niệm kèm thuật luôn các bạn. Ok, rồi mình sẽ hóa cái Phật tổ lên vào cân luôn, rất là nhiều bạn gánh luôn, ba người đi mà, nói chung là một mình cũng gánh được, đi để cho các bạn vui thôi. Ok, đánh này. Rồi, vậy nói chung mình cảm thấy là cái KDT cam hợp này đánh khá là mạnh luôn đấy, đánh vừa nhanh vừa mạnh. Các bạn thấy mình đấm kinh không, đấm khá kinh luôn. Ôi, cái gì đây? À, mình biết rồi các bạn ơi, hình như có một bạn có cái trái chấn động ấy, dùng cái sóng thần ở chiếc cuối và đang dùng để gọi là càng quét qua các con quái, chung là dùng cái này nó cũng được nhưng mà hơi khó nhìn đấy. Đang farm tự nhiên đang đánh tiên con sóng thần đi qua phát chế hết mắt thì mình cũng không nhìn thấy gì. Rồi mình sẽ cố gắng đánh gọi là win luôn cái rết này các bạn nhé. Đây, đánh luôn này, đó, đánh rất là mạnh luôn, chung mà mình cảm thấy KDT cam hợp này mạnh hơn. Rồi xong một làm một rồi, giờ mình sẽ đi tập trung đánh nha, không bị lận nữa các bạn ạ. Nói chung là tập trung đánh để cho nó win luôn cái rết này. Ok các bạn ơi, hiện tại mình đã gọi là hoàn thành cái rớt magma với thời gian là 5 phút các bạn. Nói chung mà cái cảm nhận của mình về cái KZT cam hợp này này, nó rất là mạnh luôn, mạnh hơn cả cái mana điện luôn. Rồi, thì
Thì nếu các bạn muốn mình thức tỉnh cái mini tiếp theo là mini hơi thở con rồng ấy, thì các bạn có thể bình luận ở phía dưới để mình thức tỉnh cho các bạn xem. Và mình nghĩ cái video mình ấy cũng kết thúc rồi các bạn ạ. Nếu các bạn thấy video hay, đừng quên lại cho mình đăng ký kênh một like để kênh mình sẽ đạt 2.000 người đăng ký nha. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.